Hello, xin chào mọi người cùng quay trở lại với channel của TradeCoin 24 giờ, kênh chuyên phân tích kỹ thuật cũng như là phân tích đánh giá các đồng coin trong thị trường crypto. Hôm nay là thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2024, thì đây là video thứ hai sau cái quãng thời gian mà mình bận một số công việc bên ngoài. Và hiện tại thì mình sẽ quay trở lại với mọi người ở trong thời gian sắp tới ha. Thì ở trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã thấy là cái đà tăng của BTC thì nó đang tăng khá là đẹp và kéo theo là một số những đồng altcoin khác có những sự tăng trưởng khoảng là tầm x2 đến x3, nhưng mà cũng có một số ít là những đồng coin bên cạnh đó gọi là nó mới hồi phục một chút xíu thôi ha. Nhưng mà cái đà tăng này của BTC thì theo cái quan điểm của mình là một đà tăng gọi là hết sức tích cực ở trong thời gian hiện tại. Thì nhìn qua thị trường một chút xíu là chúng ta có thể thấy là đa phần các đồng altcoin thì đều là hoàn toàn màu xanh ha. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là những cái đồng thuộc dạng như là meme coin đó thì nó đang có gọi là cái phần trăm tăng trưởng nhiều hơn so với lại là những cái đồng coin khác. Ví dụ chúng ta có là Bome ha. Bome thì là một đồng meme thì có lẽ là mình nhắc nhiều nhất ở trong trong số tất cả cái meme coin đó. Thì trước đó thì mình cũng lên phân tích rất là nhiều những bài viết ở trên Twitter nói về Bome ha. Bome thì hiện tại nó cũng đã tăng khoảng là đâu đó khoảng là x2 lần so với lại mức giá đáy rồi. Và chúng ta có là Turbo này cũng tăng 33%, MSW này tăng 28%, BB ha 13%, Floki 14%. Thì nhìn vào cái sự phục hồi này thì đa phần chúng ta thấy là meme coin thì nó gọi là nó chiếm sóng ha. Và mình có xem ở trên gọi là cái top tăng giá ở trên Binance đó mọi người. Mọi người thấy là đa phần cũng là đều meme coin. Thì về cái trend meme thì mình cũng nhắc rất là nhiều, sẽ là một trong những cái trend có những cái sự tăng trưởng mạnh ở trong chu kỳ này. Thì chu kỳ này thì chúng ta có thể thấy là meme coin thì nó đã là một cái gì đó gọi là nó mạnh hơn rất là nhiều so với lại những chu kỳ trước. Khi mà chu kỳ trước thì chúng ta chỉ thấy là meme coin là một cái trend gọi là ngắn hạn thôi, và nó gọi là nó nhận được cái dòng tiền gọi là thứ yếu à, có nghĩa là nó nhận được cái dòng tiền gọi là sau cùng so với lại những cái trend nổi bật khác của thị trường, những trend công nghệ khác. Nhưng mà mùa này thì chúng ta thấy là meme coin rất là mạnh ha. Có thể là nó dẫn đầu sóng luôn và nó hồi phục ha, hồi phục gọi là nó chững lại và sau đó thì nó lại tiếp tục nó tăng trưởng lại. Thì meme coin nhận được cái dòng tiền và sự chú ý rất là nhiều ở trong cái giai đoạn chu kỳ này. Thì quay trở lại với lại biểu đồ của Bitcoin thì chúng ta thấy là trong những ngày vừa qua thì BTC có những cái sự gọi là tăng trưởng khá là đẹp đúng không, và nó cũng là đóng một cái nến xanh khá là đẹp ở trong cái ngày hôm qua này, là cũng tăng từ là 62k cho đến gọi là 66k ha. Thì BTC nó cũng là đạt cái mức 66k trong thời gian như là tối hôm qua đó. Thì cái đà tăng này của BTC thì mặc dù rằng là nếu mà chúng ta xét về khung ngắn hạn thì nó đã có những cái sự gọi là tăng trưởng lên khá là đẹp ha. Mọi người có thể thấy là nó đã vượt qua được gọi là cái vùng gọi là 63 đến 64k là một cái khu vực kháng cự ở trong thời gian trước đó này, đồng thời là vol tăng mạnh ha. Chúng ta có thể thấy là cái sự tích cực ở trong những thời gian hiện tại. Tuy nhiên mà chúng ta nhìn rộng ra thì BTC thì nó vẫn gọi là chưa có hoàn toàn gọi là xác nhận được gọi là cái sự tăng giá đúng không? Nó vẫn là nhập nhằng được ở cái khu vực này. Nhưng mà có những sự tăng trưởng như vậy thì mình thấy là một cái tín hiệu rất là tích cực đối với thị trường cũng như là với tất cả các đồng altcoin. Thì nhưng mà mình có nhận định ở trong thời gian như là tháng 9 á, thì chúng ta đã thấy là Fed thì họ đã có lần đầu tiên họ đã giảm lãi suất rồi. Lần đầu tiên trong vòng hơn một năm bắt đầu lãi suất đi ngang từ ở thời gian như là tháng 7 của năm 2023 đó. Và hiện tại là thời gian vừa qua là tháng 9 của 2024 thì hơn một năm thì Fed đã bắt đầu giảm lãi suất rồi. Thì đó là một cái tín hiệu về kinh tế gọi là giống như là một cái tiếng chuông ha. Đầu tiên gọi là để báo hiệu cho một cái gọi là một cái giai đoạn tiếp theo của thị trường đó. Tại vì giai đoạn như là đen tối nhất của thị trường về tài chính nói chung cũng như là về crypto nói riêng thì mình nghĩ là nó đã đi qua rồi, và chúng ta gọi là dần dần thấy gọi là cái bức tranh tươi sáng hơn ở trong những thời gian sắp tới. Nên mình có nhận định và dự phóng thì nếu mà đẹp thì có khả năng là ở trong thời gian như là những tháng của cuối của 2024 này thì altcoin season là ở trong thị trường crypto của chúng ta ha, thì nó sẽ được đón ha, chúng ta sẽ được đón altcoin season. Còn nếu mà chậm nhất thì cũng sẽ là sang quý 1 của năm 2025 thôi mọi người. Nhưng mà mình nghĩ là những tháng cuối năm ha thì thị trường sẽ dần hồi phục lên, tại vì là thị trường crypto của chúng ta thì nó đã có những sự điều chỉnh rất là lớn cũng như là nó kéo dài trong một khoảng thời gian như là hơn nửa năm rồi. Và khi mà
cái quãng thời gian càng lâu như vậy ấy, thì nó sẽ làm cho những cái tay yếu, những cái gọi paper hand á, rơi rụng rất là nhiều. Thì đương nhiên là rơi rụng nhiều thì tàu cũng nhẹ hơn đúng không? Thì về sau này thì cái khả năng tăng trưởng của thị trường thì nó sẽ dần lớn hơn. Tại vì một phần là những cái dự án mà có mức định giá rất là cao ở trong giai đoạn như đầu năm á, thì những dự án mới được list sàn định giá cao như vậy, mà gọi là đó cũng là một trong những gọi là cái gọi là cái yếu điểm mà, tại vì chúng ta mà tham gia vào đầu tư vào những cái dự án mà có mức định giá rất là cao thì gọi là cái khả năng đu địch của chúng ta cũng sẽ là cao hơn đúng không? Nhưng mà những thời gian vừa rồi thì thị trường nó đã có rất là nhiều những cái cú dập như vậy, và mỗi lần dập thì dập dìu lên dập dìu xuống thì nó lại rơi rụng những cái tay yếu, thì đó là cũng là một trong những cái gọi là cái điểm để chúng ta có thể là kỳ vọng vào trong thời gian tương lai thị trường sẽ có những sự tăng trưởng ha. Còn đó là về Bitcoin. Bitcoin thì hiện tại thì mình thấy là trong những khung ngắn hạn thì nó đang có đà tăng rất đẹp, thì để mà nói là Bitcoin nó phá ATH thì mình nghĩ là nó sẽ không còn lâu đâu mọi người. Thì tại vì là gọi là cái lãi suất thì nó đã được giảm ha, và trong thời gian tháng 10 này thì chúng ta sẽ không có cái lịch công bố về lãi suất, và đến khoảng tầm là ngày 6 tháng 7, ngày 6 đến ngày 7 ha, và khoảng tầm tháng 11 đó thì lãi suất mình nghĩ là cũng sẽ là giảm thôi. Thì quan trọng là phép họ giảm khoảng là 0,25 hay là 0,5% thôi. Nhưng mà nếu mà giảm thì cũng đều là những cái thông tin tốt tác động đến thị trường kinh tế nói chung cũng như là thị trường crypto nói riêng của chúng ta, tại vì chúng ta quan tâm đến crypto nhiều hơn ha. Thì đó cũng là một trong những cái điều chúng ta có thể kỳ vọng vào một cái tương lai tươi sáng hơn. Còn hiện tại thì một trong một số những cái đồng altcoin mà mình có nhắc đi nhắc lại rất là nhiều trong thời gian vừa qua ha, thì đương nhiên là sẽ là xui rồi. Xui mọi người thấy là nó cũng đã có những sự tăng trưởng khoảng tầm là ít 5 lần so với là cái vùng giá đáy ở thời gian như là tháng 8 ha. Chỉ mới vào khoảng tầm là hơn 2 tháng một chút xíu thôi, nhưng mà xui đã có cái mốc tăng trưởng khoảng tầm là ít 5 lần. Thì nếu mà anh em nào follow mình ở trong những thời gian trước đó thì anh em cũng có thể biết ha, là xui là một cái đồng coin mình nhắc gọi là số 1 ở trong layer 1, layer 1 ha. Nếu mà nói về layer 1 thì mình đánh giá xui là cao nhất. Thì cái nhận định này mình đã nhận định rất là nhiều từ những thời gian đầu năm ha. Hiện tại là tháng 10 rồi. Từ những thời gian đầu năm mình cũng đã nhắc là xui là một cái đồng mình đánh giá cao nhất ở trong cái hệ của layer 1. Tại vì sao? Tại vì nó có rất là nhiều những yếu tố để tăng trưởng mọi người. Thì đương nhiên là thứ nhất là những cái điều cơ bản như là cái đội ngũ của họ đúng không? Gọi là có tiền hay không, và cái blockchain thì có tiềm năng hay không. Còn những cái điều quan trọng phía sau này thì Grayscale thì họ cũng đã công bố họ sẽ thành lập những cái quỹ ha, có xui. Và bên cạnh đó là nếu mà chúng ta đó là về những cái thông tin cơ bản đúng không? Còn nếu mà chúng ta nhìn vào đường giá thì chúng ta có thể thấy là ở trong những thời gian đầu năm thì đường giá xui thì nó tăng lên rất là mạnh, và mỗi lần gọi là cái sóng của nó mọi người nhìn thấy là gọi là cái nến của nó này tăng lên tăng xuống ha, có nghĩa là rõ ràng là có nghĩa là những cái dự án nào mà có cái khả năng gọi là di chuyển như thế này này thì nó có thanh khoản cao mọi người ha, có nghĩa là gọi là cái người mua người người bán cao đó, có nghĩa là nếu mà chúng ta tham gia vào những cái đồng như thế này này thì khả năng là chúng ta không có bị gọi là bị giam vốn lâu ha, và nếu mà nó chạy thì nó sẽ chạy rất là nhanh luôn. Thì cộng với những yếu tố về cơ bản cũng như là những yếu tố về đường giá thì tại sao mình đánh giá là xui là đồng coin chúng ta có thể là nắm giữ và kỳ vọng một cái sự tăng trưởng lớn ở trong những thời gian tiếp theo. Thì có lẽ là xui là một cái đồng mà mình thấy là mình có call ha, thì nó tăng trưởng mạnh nhất ở thuộc trong những cái đồng mà mình có công bố ha. Thì hiện tại thì mình thấy là xu nó cũng đã tăng khá là cao rồi, nhưng mà đó là về ngắn hạn ha. Còn về dài hạn thì mình nghĩ là trong mùa này thì xu hoàn toàn có thể là chạm đến cái mốc là khoảng tầm là 10 đô, hoặc còn cái quãng thời gian nó chạm đến cái mốc 10 đô thì quan trọng là cái quãng thời gian như thế nào thì thôi mọi người ha. Còn nếu mọi người muốn là không muốn thoát ra vào lại gọi là mọi người muốn gọi là nằm im luôn thì cũng được ha, nhưng mà trong thời gian ngắn hạn nếu mà anh em nào chưa hàng thì mình nghĩ là cái mốc giá này thực sự là không còn phải là một cái mốc giá quá là đẹp đâu mọi người, tại vì mới chỉ khoảng tầm hơn 2 tháng thôi mà nó đã tăng khoảng tầm là ít 5 lần ha. Còn anh em nào chưa vào hàng thì mình cũng không khuyến khích vào cái mốc giá này nữa, tại vì nó cũng đã phá ATH của thời gian tháng 3 rồi. Thời gian tháng 3 là thời gian là anchor season đúng không, là toàn bộ thị trường có những sự tăng trưởng rất là đẹp, anh em có lời rất là nhiều ha. Nhưng mà trong những thời gian như thế này, mặc dù rằng là BTC gọi là cái xu hướng của nó vẫn chưa rõ ràng đúng không, trong thời gian ngắn hạn thì nó tăng đẹp thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta zoom out ra thì chúng ta có thể thấy là BTC gọi là
chưa tăng quá là mạnh, có nghĩa là vẫn cách một cái mốc so với lại về vùng tại H, và đa số những đồng altcoin khác thì nó mới chỉ khoảng tầm là x30, x50, hoặc là đồng nào nhiều cũng khoảng tầm x2, x3 thôi ha, chưa có phải là tăng quá là mạnh dành cho altcoin. Nhưng mà xui nó đã có một sự tăng trưởng khoảng tầm là khá là cao chỉ trong thời gian ngắn rồi, thì mình không khuyến khích anh em nào chưa vào hàng ha. Nó là về xui. Còn một số những đồng altcoin khác ví dụ như là STRK này thì mình cũng nắm giữ này, nhưng mà hiện tại thì nó cũng chưa có tăng quá là nhiều mọi người. Nhưng mà mình cũng nghĩ là STRK thì cũng là một trong những cái đồng, nếu mà anh em nào mà lỡ đủ đỉnh ở trên những cái vùng giá như thế này ha, thì đây cũng là cái vùng chúng ta có thể là canh, chúng ta đi xây được. Hoặc là anh em nào mà vẫn còn đô ở trong danh mục đầu tư á, thì mình nghĩ là cái vùng giá này thì anh em cũng có thể là mua được ha. Nhưng mà STRK có thể là nó sẽ tăng chậm hơn so với lại những cái đồng altcoin khác, tại vì mọi người đã thấy là hiện tại thì cái dòng tiền á, thì nó sẽ tập trung về dành cho meme coin cũng như là về AI hoặc là real asset nhiều hơn so với lại những cái coin công nghệ thuộc dạng như là layer 2 ha. Layer 2 thì ngay cả ví dụ như là OB, ARB hoặc là STRK cũng là một trong những cái đồng coin và là tiêu biểu của layer 2. Mọi người thấy là layer 2 hiện tại thì nó chưa có nhận được cái dòng tiền quá là lớn từ thị trường so với lại là meme coin. Meme coin thì là số 1 rồi. Và tiếp theo đó là về real asset hoặc là về AI ha. Thì ba cái trend này thì mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều, thì anh em gọi là nên tham gia đầu tư vào meme coin và real asset hoặc là AI ha. Meme coin thì mình không khuyến khích mọi người là đầu tư vào quá là nhiều những cái đồng dạng như là low cap, nếu anh em đầu tư thì anh em chỉ đầu tư là một cái phần vốn số ít thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn quăng tiền, chúng ta có thể là quăng vào một số những cái đồng gọi là top của gọi là meme coin ha. Chúng ta không có nên gọi là đầu tư vào quá là nhiều những cái low cap của meme coin, thì khác nào gọi là chúng ta hơi giống đánh bạc hơn ha, so với lại đầu tư. Còn Sebul thì Robux set, thì Sebul cũng là một cái đầu mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều ha. Về Robux set thì mình đánh giá đầu tiên là Ondo này, và xếp sau là Sebul này. Sebul mình cũng phân tích rất là nhiều bài ở trên Twitter, mình cũng nói là thì nếu mà khi mà thị trường gọi là dần ổn định hơn thì Sebul cũng sẽ là một trong những cái đồng có những cái sự phục hồi thuộc dạng top của thị trường. Thì mọi người đã thấy là nó có những cái sự tăng trưởng khoảng là khoảng tầm x4 lần ha, x4 lần, gần x4 lần so với lại cái vùng giá đáy của tháng 8. Thì mình cũng xin chúc mừng anh em nào mà tham gia gọi là vào hàng của Sebul. Thì Sebul thì mình cũng không có nhiều mọi người, mình cũng có một ít thôi nhưng mình không có nhiều ha. Còn hiện tại thì bản thân của mình cũng có WLD ha, cũng tăng đâu đó khoảng là 8 hơn 80% so với lại cái vùng giá đáy này. Thì mình vẫn đang giữ ha, chứ mình cũng có chưa quyết định bán, tại mình cũng khá là kỳ vọng vào một cái sự tăng trưởng lớn của WLD ở trong những cái thời gian tiếp theo. Về SUI này, STRK, WLD hoặc là BOME ha, cũng là đều là những đồng token mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều ở trên Twitter. Anh em nào mà chưa follow Twitter của mình thì anh em có thể là follow Twitter ha. Twitter của mình là cái username là Văn Toàn BTC ha. Thì thường ngày thì mình sẽ là đăng một số những cái thông tin quan trọng ở trên Twitter đó, thì anh em có thể là lên đọc ha. Còn thời gian hiện tại thì mình nghĩ là nếu mà anh em nào mà chưa vào hàng trong thời gian như thế này thì anh em có thể là chọn những cái đồng coin nào mà chưa tăng quá là mạnh đó, thì chúng ta có thể vào hàng. Tại vì hiện tại thì cũng đã bước sang quý tư rồi. Quý tư rồi thì mình nghĩ là cái thời gian để chúng ta đón sóng altcoin, có nghĩa là cái thời gian để đến cái sóng altcoin ha, thì nó sẽ không có còn quá là lâu nữa đâu. Tại vì là thị trường gọi là giảm, giảm thì lâu nhưng mà tăng thì rất là nhanh ha. Thị trường nó di chuyển như vậy thì gọi là để đa số tay yếu thì không có, để đa số những cái gọi là những cái con là những gọi là những user nhỏ lẻ thì vào hàng không có kịp ha. Thì đương nhiên là thị trường thì sẽ không có dành cho số đông. Thì mình nghĩ là trong thời gian như thế này nè, thì nếu mà anh em đã đi được đến giai đoạn như thế này thì chúng ta cũng phải có dù ít dù nhiều thì chúng ta cũng phải có altcoin ở trong gọi là cái ví của mình ha mọi người ha. Thì hiện tại thì mình nghĩ là để như thế này nè, thì trong thời gian ngắn hạn thì BTC cũng đã tăng khá là mạnh ha, và RSI cũng chạm đến cái vùng gọi là quá bán rồi, thì mình nghĩ là cũng có khả năng là BTC có những sự điều chỉnh về những cái khung ngắn hạn. Thì nếu mà BTC nó điều chỉnh về đâu đó ở cái mức khoảng tầm là 62 đến 63k ở khu vực này, thì mình nghĩ là đó cũng là một trong những cái vùng gọi là entry đẹp hơn
Để nếu mà anh em nào mà chưa có vào hàng kịp thì chúng ta có thể là vào hàng ha. Còn hiện tại thì BTC cũng đã tăng khá là mạnh và một số đồng altcoin khác cũng có những sự tăng trưởng tốt rồi. Thì anh em nào mà muốn vào những đồng altcoin đó đó thì chúng ta có thể là chờ đợi thêm một chút xíu để cho có entry tốt hơn, hoặc là anh em có thể là vào những đồng altcoin nào mà có cái sự gia tăng gọi là nó chưa quá là mạnh. Ví dụ Linh Linh thì tăng chưa quá là mạnh mọi người, thì Linh mình đánh giá rất là cao ha, nhưng mà nó sẽ tăng chậm đó mọi người, nó sẽ không có tăng quá là nhanh so với lại những cái đồng altcoin khác đâu, nhưng mà cái đà tăng của nó sẽ bền vững ha. Thì lên từ ở những năm như là 2022 và 2023 thì mình cũng đã phân tích và nhắc đến rất là nhiều với Linh ha, cho mọi người cái vùng mua từ như là 6 đến 7 đô và đến tận là 11 12 đô thì mình cũng lại call rất là nhiều những cái vòng ha, vòng khác nhau, và đến tận cái vùng 11 đô Linh có lẽ là một trong những cái đồng mà gọi là mình call mọi người vào hàng rất là nhiều những cái vòng khác nhau ha. Và ít nhất thì chúng ta cũng khoảng là tăng khoảng đâu đó khoảng tầm là ít hai gần ít hai lần là mỗi cái lần ít nhất ha. Còn những cái lần như thế này thì nó cũng đã tăng khoảng tầm là ít 4 ít 5 lần. Anh em nào mà muốn cái sự an toàn á, gia tăng bền vững về tài khoản á, thì chúng ta có thể là vào Linh. Linh là cái mức giá khoảng tầm 10 11 đô này thì mình nghĩ là cũng là những cái mức giá gọi là chấp nhận được, tại vì nó chưa tăng quá là nhiều ha. Linh mình đang dự phóng là ở trong giai đoạn mùa này thì nó sẽ tăng lên đến khoảng tầm là hơn 100 đô ha. Hơn 100 đô đó, thì đâu đó thì mình nghĩ là thấp nhất nó sẽ tăng khoảng tầm ít 10 so với cái mức giá như thế này, nhưng mà cái đà tăng của nó đó, thì nó sẽ gọi là tăng chậm hơn so với lại những đồng altcoin khác ha. Nên mình khuyên là mọi người không có nên vào hàng quá là nhiều hoặc là all in đâu, tại vì nếu mà chúng ta vào hàng quá là nhiều đó thì chúng ta sẽ bị gọi là bị nóng nóng đít đó mọi người ha. Anh em hay nói vui là bị nóng đít, tại vì là những đồng altcoin khác nó tăng nhiều rồi mà đồng altcoin của chúng ta thì nó lại chưa có tăng, thì chúng ta có cảm giác là bị nôn nóng và chúng ta rất là dễ cắt xong rồi chúng ta nhảy qua đồng khác là chúng ta lại là cái đồng chúng ta vừa cắt nó lại tăng trưởng mạnh ha, thì đó cũng là khá đáng tiếc. Thì nếu anh em nào vào hàng lên thì mình cũng là khuyến nghị anh em vào hàng một ít thôi, chúng ta cũng không có nên vào là quá nhiều so với danh mục đầu tư ha. Chúng ta gọi là nên dành trải ra một số những cái trend nổi bật của thị trường cũng như là một số đồng altcoin nổi bật, chứ không phải là những đồng altcoin nào mà được đánh giá cao và chúng ta cũng là all in hoặc là vào hàng quá là nhiều, và như vậy là không có tốt mọi người ha. Còn hôm nay thì mình cũng cập nhật nhanh qua thị trường về tổng quan thị trường về BTC, thì mình nghĩ là trong thời gian như thế này thì chúng ta cứ chắc tay để chờ đợi cho một cái mùa altcoin season ở phía trước. Thì mình nghĩ đâu đó là nếu mà đẹp thì trong những cái tháng cuối năm nay ha, còn chậm nhất thì cũng sẽ là đâu đó là khoảng tầm là đầu của 2025 thôi. Tại vì là những cái gọi là những cái quý 1 của đầu năm đó, thì thường thường là thị trường nó sẽ có những sự tăng trưởng rất là tốt mọi người ha. Tại vì là những cái thời gian đó thì đương nhiên là nếu mà chúng ta xét về tổng quan là thị trường kinh tế tốt đúng không? Còn những cái điều thứ hai là những cái công ty tài chính công ty ha, tổ chức đó thì họ sẽ lựa những cái quý 1 gọi là để họ đầu tư ha. Nên mình nghĩ là trong cái thời gian cuối năm cũng như là thời gian quý 1 của 2025 thị trường sẽ tăng trưởng rất là xanh. Nên mình nghĩ là trong thời gian như thế này thì anh em nào mà chưa vào hàng thì chúng ta có thể là quẹo lựa một số những đồng token ha. Thì nếu mọi người thấy video hữu ích thì có thể để lại một like cũng như đăng ký kênh hoặc bật chuông thông báo, và mọi người có thể là tham gia vào nhóm Telegram, link mình có để dưới phần mô tả. Trong Telegram mình sẽ thường xuyên cập nhật về những thông tin tình hình của thị trường. Mình xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video sau ha.